Đây khu này khách hàng người ta mua, người ta về ta làm cái cổng này ha, làm cổng sắt như thế này đó, mình cho khách hàng làm cổng sắt, làm luôn cái mái ha, rồi cái chuồng cừu ở trên đây như thế này để bảo vệ ha. Một cái khu đường xe ô tô 2 triệu ha, thoải mái, xe ô tô đến tận nhà luôn, nguyên một khu như thế này, đường rất là rộng rãi, kế bên là một cái biệt thự lớn luôn nha. Khu này thì mình chỉ sở hữu giá nhà từ 600 đến 850 nha cô chú anh chị. Đường rất là rộng lớn luôn nha. Đó, rất là rộng lớn luôn. Đây bắt đầu mình dọn mặt bằng ha, mình bàn giao cho khách hàng. Nhà thì rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Đây mình đi xuống ha. Xuống đây. Đó, những cái nhà này là khách hàng đã về nè. Về người ta chuẩn bị máy giặt ha, rồi chuẩn bị vào ở ha. Căn này khách cũng mua luôn rồi nha cô chú anh chị. Căn này khách mua luôn rồi. Rồi căn bên đây khách cũng mua luôn. Đó. Rồi những cái căn cuối đây khách cũng mua rồi nha. Đây, nguyên cái khu nhà như thế này. Một trệt, một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh nha. Đó, đây. Đó. Nhà rất là rộng rãi luôn ha, khách hàng đã mua về rồi. Nay ta ở mua 3 căn. Căn đây nữa. Rồi khách mua căn bên đây nữa ha, mua 3 căn rất là ok nha, nhà rất là đẹp luôn, rộng rãi. Dưới thì mình nhìn ha, dưới thì mình có chỗ để tủ lạnh nè, chỗ để máy giặt nè, nhà bếp, nhà vệ sinh. Lên trên lầu thì sẽ có một phòng ngủ ở đây, một phòng ngủ ở đây và cái nhà vệ sinh nằm ngay chỗ này ha. Đó, mua rất là nhiều rồi nha, nhiều khách người ta mua rồi. À, về ta ở ha. Đó. Đó, nhà rất là đẹp, hai dãy song song như thế này, lắp về lắp máy lạnh ha. Thì ở đây mình bán gần hết nha cô chú anh chị, bán gần hết rồi và khách đang trả góp, mình có thể những khách nào có nhu cầu ở liền thì nhận nhà mình ở luôn nha. Rồi, nhà ở đây thì từ 600 đến 850 sở hữu ha, sở hữu một căn như thế này và có hỗ trợ bao công chứng sang tên cho cô chú anh chị, và cũng như là cũng nhờ cho anh chị trả chậm nè, cho anh chị được trả chậm đó. Một cái khu như thế này rất là đẹp nè, rất là đẹp, ngay đường xe buýt 85, gần chợ, gần chợ, gần trường học, gần ủy ban. Đó, của chú anh chị nào quan tâm thì mình có thể liên hệ đi xem ha. Nhà có cửa gió phía sau như thế này, đang làm nha, rất là thoáng nha. Thì trong quá trình hoàn thiện này, cô chú anh chị nào có muốn thay đổi về cái phần nội thất như thế nào thì mình có thể hỗ trợ thay đổi cho cô chú anh chị ha. Rồi cô chú anh chị quan tâm thì liên hệ số điện thoại 0796566837, 0775402822 để được dẫn đi xem thực tế nha. Rồi xin cảm ơn cô chú anh chị. Và nhớ đăng ký kênh, bấm chuông, bấm like để nhận thêm nhiều video mới nha, từ kênh nhà đất của bên em nha.